cái nguồn hoa một gửi tới quý vị và dành cho những ngày xuân đầu năm. Không thể thiếu được những bộ trang phục rực rỡ đầy màu sắc, và tiểu trại lửa xuân sẽ mang đến một bộ trang phục thật đặc biệt với màu sắc chủ đạo là hồng, sẽ tạo cho người mặc một cảm giác nhẹ nhàng và bay bổng, thể hiện một ước mơ cháy bỏng còn tương lai tươi sáng và ước mơ màu hồng. Đồng thời một đống hoa sen đang quay tắt và tạo cảm giác nhẹ nhàng cũng có hai bạn nữ là thể hiện biết tất cả của hoa sen. Cảm ơn. Thank you.
nhạc phục của 12 tiên một là sự phối hợp nhịp nhàng giữa nét cổ điển và phương đông với màu sắc tinh tế, vừa điểm xuyết lại vừa tô lên vẻ đẹp của người thiếu nữ. Trang phục vừa nhẹ nhàng lại vừa thanh tao, vừa lịch sự lại vừa trang nhã, đó chính là nét đặc sắc của làng gió xuân năm nay. Cánh bướm sẽ góp vào tình vui cho ngày xuân em mình và ấm sinh nhật.